Vâng, sau những cái phiên mà thị trường có những nhịp điều chỉnh và rung lắc tại cái vùng cản thì đến phiên hôm nay thì thị trường của chúng ta đã tạo ra được một cái mức tăng rất là tốt lên đến là 16 điểm. Chúng ta có thể nhìn thấy được là cái số lượng mã tăng nó áp đảo hoàn toàn so với mã giảm và gần như là toàn bộ thị trường của chúng ta hôm nay giao dịch trong mới trạng thái nó rất là tích cực. Thì một phần nguyên nhân không nhỏ thì nó đến từ đêm qua là chứng khoán thế giới Dow Jones thì là cũng đều tạo ra được cái mức tăng rất là tốt. Ví dụ như Dow Jones thì hôm qua đã tăng lên đến là hơn 750 điểm. Nó tạo ra được một cái sự hưng phấn cũng như là một cái kỳ vọng cho cái thị trường chung của chúng ta là cũng sẽ đi lên cùng với thị trường của thế giới. Thế vậy thì là những cái yếu tố tăng trong phiên nay thì có những cái điều gì mà chúng ta cũng cần phải lưu ý cũng như là thị trường của chúng ta sẽ có những cái kịch bản như thế nào và nếu như diễn ra như như vậy thì chúng ta sẽ có những cách hành xử như thế nào để cho nó phù hợp trong những khoảng thời gian tiếp theo. Thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Dạ vâng, thì em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube cộng đồng CPHT33 nhé. Ok, thì với các anh chị nào mà mới xem video của em lần đầu, các anh chị nhớ bấm nút like để ủng hộ kênh nhé. Thực ra trong cái giai đoạn này ấy, thì như em cũng đã có phân tích cho các anh chị để mà chúng ta có thể phân tích được thị trường, dự đoán là thị trường tăng hay là giảm, nó cũng không hề dễ dàng một chút nào cả. Bởi vì sao? Bởi vì cái yếu tố thị trường hiện tại của chúng ta đang bị chịu tác động khá là nhiều bởi Dow Jones. Đó. Thì các anh chị có thể thấy được là trong những cái thời gian vừa qua thì gần như là mỗi khi trong thời gian vừa rồi này thì mỗi khi là cái chỉ số Dow Jones mà có những cái nhịp tăng giảm thì nó đã có những tác động khá là nhiều tới chỉ số của chúng ta. Đó, thì phiên hôm qua thì Dow Jones đã tăng lên đến hơn 750 điểm, nó đã khiến cho thị trường của chúng ta phiên hôm nay có một nhịp mở cửa tạo gap tăng khá là mạnh lên đến là khoảng tầm là 8 điểm. Đó. Thì cái yếu tố này thực ra thì nó đã có những cái nhịp điều chỉnh trong phiên nhưng mà nó đã có được hấp thụ ngược trở lại và tạo ra được cái mức tăng rất là tốt. Tuy nhiên thì với cái cách tăng này thì thông thường là em sẽ không không thực sự là thấy nó hoàn hảo cũng như là quá là đẹp ở trong cái giai đoạn này. Lý do bởi vì sao? Thứ nhất, khi thị trường của chúng ta mà chịu tác động của một cái thị trường thế giới nó đang chịu tác động nhiều như vậy thì những cái yếu tố mà chúng ta phân tích được cái thị trường của một cái nước khác ấy, nó sẽ rất là khó và chúng ta sẽ khó để có thể là đưa ra những cái hành xử những cái việc mà mua vào cổ phiếu nó có thể là có cái độ tin cậy cao trong một vài phiên. Chúng ta chỉ nhìn về cái xu hướng nhé, xu hướng thì chúng ta sẽ nhìn được nó sẽ dễ dàng hơn một chút, nhưng mà chỉ có là một hai phiên nó tăng hay nó giảm thì chúng ta sẽ rất là khó. Đó, chúng ta chỉ nhìn được xu hướng thôi. Cái thứ hai đó là cái việc là phiên hôm nay thị trường tạo ra một cái gap như như này thì đây là những cái rủi ro đối với thị trường của chúng ta. Vì các chị giao dịch nhiều thì các chị cũng đã biết được là gì, thông thường một thị trường hay một cổ phiếu bất kỳ mà nó có nhịp mở cửa tạo gap thì dù cho nó là gap tăng hay gap giảm thì thông thường sau đó nó sẽ có xu hướng là về lấp lại cái vùng gap đó và đặc biệt là những cái gap tăng như như thế này. Đó, cũng như là các anh chị có thể thấy được phim nay thị trường của chúng ta đã đi lên đến cái vùng 1.200. Đó, cao nhất hôm nay là ở 1.198 thì thị trường của chúng ta đã bị bán trở lại. Nó điều này nó cho thấy được là cái vùng 1.200 này ngày xưa nó là hỗ trợ thì bây giờ khi quay trở lại thì nó sẽ là kháng cự. Đó, ngày xưa có phải là khi mà thị trường rơi xuống thì cái cứ điểm 1.200 là cái mốc mà rất nhiều các nhà đầu tư chúng ta đặt kỳ vọng đúng không ạ? Rất nhiều các nhà đầu tư về vùng 1.200 sẽ có những cái lực đỡ, những cái lực cầu để hồi phục trở lại thì bây giờ thì nó sẽ trở thành cái vùng kháng cự. Và phim hôm nay nó đã có một cái minh chứng như vậy. Các anh chị có thể thấy được cái dâu nến ở đây này. Nó tương đối là dài. Nó tương đối là dài, nó gần tương đương so với cái thân nến. Đó. Không kết phiên ở cái mức cao nhất được như thế này và tạo ra một cái dâu nến lớn như này thì nó đang cho thấy là trên cái vùng 1.200 là nó có xuất hiện những cái áp lực bán ở đó. Đó, do đó thì nhiều khả năng thì nó sẽ có thể là nó sẽ về lấp cái vùng gap này. Đó. Và ở cái giai đoạn này ấy, thì theo em ấy là chúng ta cũng không nên đặt nặng quá vấn đề là dự đoán thị trường là ngày mai nó tăng hay giảm.
nó không hề dễ dàng chút nào. Mà theo em ấy thì các anh chị giai đoạn này thì các anh chị nên đưa ra những cái kịch bản và cách hành xử đối với từng kịch bản đó. Thí dụ như là thị trường tăng, ngày mai tăng tiếp thì các anh chị sẽ làm gì? Và nếu thị trường mà giảm ngược trở lại thì các anh chị sẽ làm gì? Đó. Thí dụ như là bên em thì như hôm trước thì video trước đó em cũng đã từng phân tích cho các anh chị ạ. Đó. Là trong những cái phiên trong những giai đoạn gần đây thì thường thì em nhận thấy là gì? Là những cái phiên tăng mà thậm chí là có những phiên tăng break ấy, thì thông thường là T3 về nó giai đoạn này á nó không có tạo ra được cái độ tin cậy quá cao đâu, và thường nó hay bị tăng xịt. Cho nên là thông thường là những cái phiên mà thị trường tăng điểm mạnh đó, cổ phiếu tăng điểm mạnh thì thông thường là nó hay có những khả năng điều chỉnh, và những lúc đó thì chúng ta cũng nên là chúng ta sẽ nên hạ bớt đó. Và có nhiều anh chị nhà đầu tư thì coi phiên này đó là một phiên bùng nổ theo đà. Thế vậy phiên này có phải là một cái phiên mà bùng nổ theo đà hay không? Thì theo cá nhân em đánh giá ấy, thì tất nhiên là tăng điểm thì ai cũng thích đúng không ạ? Tăng điểm thì ai cũng thích, nhưng mà phiên này thì von thì đúng là cũng đã tăng cũng khá là tốt. Phiên này này thanh khoản lên đến là 600 triệu cổ phiếu. Đó, với cái giá trị lên đến là 14.000 tỷ. Thì thông thường là đây là một cái phiên mà có sự xác nhận khá là tốt cho cái việc bùng nổ theo đà. Tuy nhiên thì nó lại có những yếu tố là nó chưa đạt được những cái yếu tố đó. Đó, thứ nhất là về cái vùng gap này. Đó, thứ hai đó là cái việc mà bán trở lại như này thì em đánh giá là nó cũng chưa hoàn toàn nó có cái độ tin cậy cao cho một cái phiên bùng nổ theo đà. Cũng như là nếu như phiên bùng nổ theo đà thì nó phải đúng theo cái ý nghĩa của nó, là ngay cái từ ạ, đó là bùng nổ tiếp theo cái đà tăng. Nhưng trong cái nhịp vừa qua thì thị trường lại xuất hiện những cái phiên đó là những cái phiên bị điều chỉnh như này, và bùng nổ theo đà nó phải thường là tiếp diễn khoảng tầm từ 2 đến 3 phiên. Còn phiên hôm qua mới chỉ là một phiên là test, mới chỉ là một phiên test cung thôi. Đó các anh chị nhá. Đó, hôm qua em cũng đã từng phân tích cho anh chị là phiên này là phiên nó giống như cái phiên test cung nhá. Đó. Tất nhiên là tăng thì ai cũng thích thôi, em mong tăng chứ. Mong tăng thì cổ phiếu trong danh mục của mình rồi là các anh chị khách hàng cũng tăng cũng thích chứ. Đó, nhưng mà đối với những phiên như này có cái điều rồi em cảm giác là nó chưa thực sự là nó hội tụ đủ những yếu tố để cho xác nhận đây là một phiên bùng nổ theo đà. Cũng như là thường thì trong sau khi những cái nhịp tăng thì nếu có em xin lỗi, sau khi những nhịp giảm nếu có thì nó sẽ chỉ phục hồi đến một cái mức nào đó và nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh trở lại. Đó. Thế thì thường những cái phiên như này thì nếu nếu là trong hệ thống giao dịch của bên em ấy cũng như là bản thân em cũng như vậy, thì trong những cái phiên tăng điểm mạnh thì em sẽ tăng điểm mạnh như này thì em sẽ canh là chốt bán bớt và sẽ chờ những cái nhịp thị trường quay lại lấp cái vùng gap này, những cái phiên điều chỉnh thì sẽ là mua lại. Đó, cũng như hôm qua em đã hướng dẫn cho các anh chị rồi đúng không ạ, là gì, là chúng ta sẽ hành xử là nếu mà giảm thì chúng ta sẽ mua và tăng thì chúng ta sẽ bán. Thí dụ như RS phim này thì bên em cũng cũng có bán chứ. Đó, bên em thì cũng bắt ở cái phiên này, như là em không nhớ là phiên phiên mùng 1 tháng 7 hay là phiên ngày 16 7 này, có một trong hai phiên này này. Là phiên mà bên em cũng có bắt ở cái mức giá sàn. Đây đúng rồi, hình như phiên này 13 13 8 ở đây. Đó cũng bắt ở phiên giá sàn và ngay cả dưới giá 15 thì bên em cũng tiếp tục là mua vào. Hôm nay thì bên em cũng chốt lên quanh cái vùng giá gần gần vùng giá trần. Đó. Tất nhiên là trà của ORS thì nhìn dòng tiền khá là tốt rồi. Đó, các anh chị nào mà chưa xem thì các anh chị cứ xem lại nhá. Dòng tiền vào rất là mạnh mẽ, xuống dòng tiền tiếp tục gia tăng ở đây. Thì xu hướng nó vẫn đang là xu hướng đánh lên. Đó, còn trong những cái phiên tất nhiên thì bên em thì vẫn chốt lại những cái vị thế đó và cũng chờ sẽ mua lại thôi. Đó, hay là nhiều những mã cổ phiếu khác, ví dụ như là MBS chẳng hạn. Đó, các anh chị nhìn nhé. Với một cái phiên thanh khoản vào tốt như này nhưng mà nó vẫn xuất hiện những cái dấu nến ở đây thì nó cho thấy là cái lượng cung ở phía trên này nó vẫn còn đây này. Đó. Và nếu như giả sử như em là người mà đang có hàng thì thông thường là em sẽ chốt bớt khi nó lên loanh quanh cái vùng giá là 22 ở đây và sẽ chờ mua lại khi cổ phiếu về lại cái vùng giá 20, test lại cái nền. Đó. Hoặc là thí dụ như FCN, hôm qua em hướng dẫn cho các anh chị đúng không ạ? Đó, cổ phiếu này nếu như nó giảm tiếp theo, nó test lại cái vùng 13 ở đây,
13, 14 đây thì chắc chắn là bên em sẽ vào, nhưng mà hôm nay thì nó mở cửa gấp tăng luôn thì thôi chúng ta không mua nữa. Hoặc là hay kiểu như là VCG đấy cũng vậy. Đúng ạ. Đó, nó tăng thì chúng ta đâu mua được nữa. Giả sử những anh chị nào hôm nay mà các anh chị FOMO mua ở ngay phiên sáng này, nó tăng lên đến là 21 chấm mấy đây, 21.65 mà mua vào này. Đó thì đôi khi là các anh chị sẽ phải chịu những áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn. Đó, còn đâu thì xu hướng thì dòng tiền cũng đang vào rồi thì em nghĩ là nó cũng sẽ có những nhịp hồi lên loanh quanh vùng giá 24, nhưng mà chỉ có là chúng ta sẽ chờ những cái điểm mua cho nó thích hợp thôi. Đó, ok, thì đó là một vài những cái quan điểm từ em Tùng. Thì nếu như anh chị nào mà muốn mở tài khoản giao dịch tại VPS và thấy phù hợp với cái cách giao dịch cũng như là những cái nhận định của em Tùng nhé, thì các anh chị có thể là mở bằng cách là các anh chị liên hệ với em qua số Zalo tại màn hình các anh chị đang xem, thì sẽ được em hướng dẫn cách mở tài khoản cũng như là nhận cái ưu đãi hiện tại là đang có cái phí giao dịch miễn phí giao dịch cơ sở trong vòng là 45 ngày, và kèm theo đó là được miễn phí dịch phái sinh trong vòng là 6 tháng. Đây là những cái ưu đãi rất là tốt cho các anh chị trong quá trình mà đầu tư. Đó, ngoài ra thì các anh chị là muốn nhận được những sự tư vấn tem Tùng nhé, các anh chị cứ liên hệ trực tiếp tới em sẽ cố gắng để mà đưa ra những cái nhận định nó sát với thị trường và sát với cổ phiếu, làm cái tham khảo để cho các anh chị có thể giao dịch trên thị trường các chị nhé. Ok, thì em cũng xin được kết thúc video tại đây. Thì em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư nhé.